đợi của các anh sau. Lợi hại anh này lại bắn nữa rồi. Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Trước em đợi của các anh sau. Trời ơi, cứu tôi với. Ôi, là kiếm trước em đợi của các anh sau. Lợi hại quá. Kiếm trước em đợi của các anh sau. Nấp tới nấp lùi, tại sao bắn trốn? Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Anh cứ biết bắt nào. Trời ơi, cứu tôi với. Lạy chúa tôi lại thắng nữa rồi. Lạy chúa tôi em lại bị bắn trúng rồi. Ôi lạy chúa tôi lại thắng nữa rồi. Anh này đúng là to gan. Lợi hại quá, chắc anh là tay súng. Còn anh này đúng là to gan. Lạy chúa tôi. Ôi lạy chúa tôi. Ôi, lạy chúa tôi. Ôi, lạy chúa tôi. Tại sao mỗi lần tung tộc đều là em? Cái anh này trời, đúng là quá đi chúa em. Tôi thắng nữa rồi. Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Em lại bị bắn trúng rồi. Lợi hại quá, chắc anh là tay súng. Còn anh này đúng là to gan. Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Lần này anh lại thắng nữa rồi. Kiếp trước em nợ của các anh sau. Em lại bị bắn trúng rồi. Quá đi. Nấp tới nấp lùi cũng bị bắn trúng. Cái anh này đúng là to gan. Tại sao mỗi lần tung tộc đều là em? Cái anh này đúng là to gan. Quá đi. Anh rất là hung dữ quá đi. Nấp tới nấp lùi cũng bị bắn trốn. Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Anh lợi hại quá, chắc anh là tay súng. Lạy chúa tôi. Cứu tôi với. Anh lợi hại quá, chắc anh là tay súng thần. Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Anh lợi hại quá, chắc lần này anh lại thắng nữa rồi. Lần này anh lại thắng nữa rồi. Cái anh này đúng là to gan. Lợi hại quá, anh chắc rất anh là hung dữ quá đi. Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Chúa tôi quá đi. Cái anh này đúng là to gan. Lần này anh lại thắng nhiều rồi. Lại thắng nữa rồi. Lần này anh lại thắng nữa rồi. Lần này anh lại thắng nữa rồi. Giết chết em nợ của các anh sau. Bị bắn trốn. Ôi lạy chúa tôi. Bắt nạt em. Giết chết lần này anh lại thắng của các anh sau. Anh này đúng là quá đi. Tại sao mỗi lần trúng độc đều là em? Em nhất định sẽ về kiếm các anh. Ôi, lạy chúa tôi, anh rất là hung dữ quá đi.